Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog ngày 5 tháng.com và kênh YouTube 7 News Today. Sau những ngày chúng ta ăn Tết vừa qua thì rất nhiều bánh chưng, rất nhiều thịt thì chúng ta đã chuẩn bị quay trở lại những cái ngày đầu tiên của năm 2023 và chuẩn bị chào đón cho cái năm mới này. Chúng ta chuẩn bị quay lại làm những cái công việc thường ngày thôi. Thì Thắng cũng quay trở lại với cô chú anh chị và các bạn với những cái tin tức cập nhật trên cái tin tức của VnetWorks. Tuy nhiên chúng ta đã biết rằng là cái cuộc thi Hackathon nó đã và đang diễn ra trong cái thời điểm này rất chi là sôi nổi. Và một trong những cái thông tin cập nhật về cuộc thi đó là cái mức thưởng đó là 30.000 đô la cũng như là cái số tiền Pi, 100 Pi nhận được cho tất cả chúng ta, những cái người tham gia vào các cái cuộc thi Hackathon như vậy. Thì với cuộc thi Hackathon như thế này thì chúng ta kỳ vọng là sẽ có nhiều hơn những cái ứng dụng thực tế. Thì nếu như mà chúng ta nói về cái sự thực tế thì cái gì nó mang tính chất gắn liền với đời sống nhất thì chúng ta sẽ nói về nó gì sẽ hơn, tốt hơn. Thì cái biểu đồ Maslow thì nó thường thường thể hiện rất rõ cái nhu cầu cơ bản của con người. Thì chúng ta nếu như Pi nó đánh dấu được vào những cái điểm như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng Pi nó sẽ có những cái lợi thế rất là lớn. Thứ nhất là ăn, ngủ, nghỉ, đi lại, lưu trú, vân vân, những cái nhu cầu rất cơ bản như vậy. Thì nếu mà Pi nó đánh được vào những cái nhu cầu như thế thì Thắng nghĩ rằng nó sẽ là một cái gì đó rất chi là cuộc sống. Nó giống y như tiền vậy, nếu mà chúng ta có tiền chúng ta có thể giải quyết được những cái nhu cầu thiết yếu, chúng ta giải quyết được những cái nhu cầu an toàn, ví dụ như là về thể xác này, về có việc làm, về sức khỏe, về tài sản này, rồi vân vân, đấy, lập gia đình, được tôn trọng thể bản thân. Đây chính là cái tháp nhu cầu Maslow mà tất cả những cái con người, kể cả bản thân Thắng hay là tất cả cô chú anh chị và các bạn cũng đều vậy thôi. Có những người đã trải qua được rất nhiều những cái giai đoạn trong cuộc đời rồi, nhưng có những người chúng ta đang vẫn là ở cái mức độ cơ bản. Và Pi nó đang muốn trở thành một trong những cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nó không thể thay thế được. Tất nhiên là nó vẫn sẽ tồn tại song song với cái tiền pháp định thôi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết bằng Pi. Thì cái nhu cầu mà ăn, uống, nghỉ ngơi, trú ngụ, bài tiết thì chúng ta sẽ thấy rằng nó thể hiện qua một số các cái ứng dụng thực tế. Ví dụ như là chúng ta thấy có cái P2Go chẳng hạn. P2Go là một trong những cái ứng dụng nó rất chi là phổ thông, và nó giúp cho chúng ta có thể đặt phòng khách sạn chẳng hạn, chúng ta có thể đặt nhà hàng ăn, chúng ta có thể đi du lịch, chúng ta mua vé máy bay, vân vân. Đấy là cái mục tiêu của cái bên Pitogo nó mong muốn. Và với cái lượng người dùng, lượng thành viên là hơn 35 triệu người dùng tích cực thì có thể còn hơn nữa. Thì con số này mọi người có thể cho rằng là một con số không lớn, nhưng tuy nhiên các bạn nhìn vào cái con số như thế này, tức là theo tính toán, theo dự kiến là năm 2023 này có khoảng 420 triệu người sử dụng crypto trên toàn thế giới. Và mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, đó chính là nếu như mà Pi nó chỉ có 35 triệu người thôi thì cũng đã nó đã chiếm đến 8,3% cái thị trường mất rồi. Thì Thắng nghĩ rằng cái con số 35 triệu thành viên Pioneers nó chỉ là một con số mang tính chất khiêm tốn, và nó con số mang tính chất gọi là tích cực, và có rất nhiều những người khác họ sử dụng cái VNetwork nhưng họ không khai thác thường xuyên nữa. Thì có thể con số mà những người Pioneer họ chiếm cái thị trường trong năm 2023 này có thể còn cao hơn. Thì cái cảm giác có thể năm 2023 thì VNetwork họ sẽ tung ra được cái bản mainnet mở, thì đấy là một cái cơ hội rất là lớn mà chúng ta khó có thể bỏ qua. Và trong cái bài cập nhật mới nhất ở trên cái màn hình chính của VNetwork, của cái ứng dụng VNetwork, thì ta thấy có cái bản thông báo thông tin về cái lý do tại sao mà chúng ta lại cần một cái giải pháp KYC native, tức là một cái giải pháp KYC nó có tính chất là bản bản địa, tức là có chính cái Pi có tìm á. Thì nó đưa ra rất nhiều những cái lý do. Thì chúng ta có thể đọc những cái thông tin rất nhanh ở đây. Thì thứ nhất là nó nói rằng là tất cả các cái hệ sinh thái, ví dụ như là Ethereum, Solana hay là Pi Network, thì nó đều có các cái cộng đồng của nó và có những cái vai trò khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta nó sẽ phải nói đến một cái
hệ sinh thái mà nó sẽ đảm bảo được các cái vấn đề liên quan với mẹ bảo mật an toàn và tính chính xác. Thì ở đây họ lấy cái ví dụ như là Facebook thì này, mặc dù có AI nhưng mà AI nó đưa ra những cái thông tin và những cái hành vi người dùng nó không được chuẩn mực này. Rồi Twitter của Elon Musk thì cũng thế, có rất nhiều các cái tài khoản giả mạo, những cái con bot scam. Con bot này nó tạo ra những cái tài khoản mà ví dụ các bạn hay thấy có những cái tin nhắn, những cái bình luận nó tự nhiên nó gửi vào cái bài comment của mình, ví dụ như là kiếm được bao nhiêu tiền này, inbox nó để mà nhận được những cái gì đó ưu đãi đó đó. Đây là những cái con bot. Thì cái này ở Việt Nam mình thắng thấy người ta dùng rất nhiều những cái con bot như vậy để nó đi comment dạo ấy. Thì nó hay comment dạo như thế để nó gắn những cái đường link, để nó gắn những cái bài quảng cáo sản phẩm để người ta bán hàng đó. Thì ngay cái thời điểm ban đầu thì cái bài bot, cái con bot này nó rất là hiệu quả, tức là họ không phải đi vào từng các cái hội nhóm họ đang bán sản phẩm, mà chỉ cần để cái máy nó làm thôi, chỉ cần làm một lần thôi thì máy nó tự nó đi post sản phẩm, thì ai mua thì người ta kích vào đường link người ta mua hàng đó, kiểu như vậy. Rồi KYC á, đối với các cái KYC thường thường thì chúng ta sẽ tốn cái chi phí rất là lớn, là 1.49 đô đến 2.05 đô la Mỹ cho một người dùng, thì nó khá là tốn kém và phức tạp. Đôi khi á, nó còn xảy ra những cái hiện tượng gọi là KYC xịt, nó không có đúng, bởi vì nó là bản thân nó là xác thực, nó không có chính xác tuyệt đối. Thì còn đối với KYC của Pi á, thì nó sẽ có cái tính mở rộng và nó có tính giải pháp cao hơn, tức là nó là kết hợp giữa cả AI và kết hợp giữa cả những người tham gia vào cái cộng đồng này. Họ đóng vai trò ngoài là những cái pioneer ra, thì họ có thể trở thành những cái đại sứ, ambassador, họ sẽ trở thành những cái validator, những cái người hỗ trợ Pico Team trong quá trình xác thực cái thông tin. Và đặc biệt là cái KYC của Pico Network thì nó lại có tích hợp cái tính năng chống khủng bố rồi chống rửa tiền, thì nghe nó có vẻ phức tạp nhưng tuy nhiên chúng ta thấy rằng là nó làm như vậy để nó sẽ dễ dàng đi vào các cái luật pháp và hệ sinh thái hơn. Và các cái quốc gia nào họ càng dễ chấp nhận tiền điện tử thì họ càng có nhiều các cái cơ hội hơn để tiếp xúc cũng như là phát triển cái nền kinh tế. Thì đối với Việt Nam thì trên cái trang CoinMarketCap họ đưa ra một cái bài báo này, thắng cũng không không biết cái tính xác thực của nó có cao không. Tuy nhiên là người ta tính trung bình ở đây là đối với người Việt Nam chúng ta là chỉ có 30% dân số là sử dụng cái tài khoản ngân hàng thôi. Còn đâu 70%, tức là khoảng hơn 70 triệu người Việt Nam mình là không có sử dụng cái tài khoản ngân hàng. Thì tức là cái lượng người họ tiếp cận đối với công nghệ thông tin cũng khá là thấp. Thì tuy nhiên chẳng thấy rằng là bây giờ các cái ngân hàng ở Việt Nam chúng ta có thể chuyển tiền qua các ngân hàng với nhau, thậm chí không mất phí này, để họ cạnh tranh thẳng với các cái ví điện tử như là Momo, Zalo Pay hay là VN, VN Pay chẳng hạn, ví dụ thế. Thì họ có thể chuyển tiền qua cho nhau bằng cách chỉ cần nhập cái số điện thoại của cái người dùng đó thôi là người ta đã có thể chuyển tiền rồi. Thì cũng rất là hay. Thì đấy là cái mà lợi thế. Nhưng tuy nhiên là chúng ta vẫn không phủ nhận được cái giá trị của tiền điện tử, nó cũng khá là quan trọng, bởi vì là đôi khi á tiền điện tử nó được coi như là một cái tài sản cất giữ tiền mặt, thay vì người ta cất giữ tiền ở trong ngân hàng cũng như là người ta mua vàng. Thì bởi vì cái tính linh hoạt của cái tiền điện tử, bạn có thể mua Bitcoin ở Việt Nam và bạn có thể ra bên Mỹ bạn sử dụng cái Bitcoin bạn mua ở Việt Nam, ở tại thời điểm bạn mua ở Việt Nam đó, để bạn sử dụng luôn, hoặc thậm chí bạn chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam hoặc từ Việt Nam qua Mỹ, mà cái chi phí học phí gas của nó rất là thấp, thấp hơn rất nhiều các bạn chuyển tiền qua Western Union, đúng không ạ? Đấy là cái cách chúng ta thấy được cái mặt tích cực của tiền điện tử. Thì rõ ràng với quốc gia như Việt Nam chúng ta là quốc gia họ đang không có quá nhiều những cái rào cản lớn ở thể hiện tại đối với tiền điện tử, thì đấy cũng là một cái cơ hội tốt dành cho Việt Nam. Một trong những cái công ty rất chi là nổi tiếng ở Việt Nam thì hiện tại chúng ta thấy có Coin98 về nền tảng DeFi, chúng ta có game Axie Infinity về cái dạng thức play to earn đó. Thì thực tế nó rất chi là tuyệt vời đó. Việt Nam chúng ta cũng là một cái quốc gia mà khá là cởi mở với tiền điện tử nữa chứ. Thì qua đó cho thấy rằng là cái việc phát triển KYC của Pico Team là hoàn toàn có thể hiểu được, và nó thực sự cần thời gian. Chúng ta chưa đủ có cái công nghệ tuyệt vời, công nghệ tốt để làm ra được một cái công nghệ KYC vừa tiết kiệm, vừa an toàn và vừa đạt những cái chỉ tiêu và hợp thức hóa với các cái luật pháp của các quốc gia.
thì trong tương lai thì các quốc gia nó sẽ dần dần nó sẽ chấp nhận, và sự chấp nhận một cái gì mới nó sẽ không thể nào chấp nhận ngay được, nó sẽ cần thời gian, đó là sự thật. Và chính vì cái điều này á, là rất nhiều những cái pioneers họ mất kiên nhẫn, họ đã có những cái phản ứng, đó là cách tắt cái nút quảng cáo ở trên cái ứng dụng đi. Thì đây là trên trang BBC News nó cũng có nói về cái điều này. Thì thực ra là bạn có tắt đi hay không nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều lắm đối với cái Pico Team. Tất nhiên họ ghi ở đây là để trang trải chi phí máy chủ, nhưng tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng là dù có bật quảng cáo đi chăng nữa thì cái số tiền người ta nhận được từ quảng cáo nói thẳng ra cũng sẽ không được đủ để mà chi trả cho đội ngũ Pico Team trong suốt cả hành trình mấy năm vừa rồi đâu. Thì đây nó chỉ là một cái phần nào đó hỗ trợ cho Pico Team mà thôi. Nếu như bạn là người tin tưởng vào Pinnetwork thì bạn cứ bật nó lên có làm sao đâu, bạn chỉ cần tắt cái quảng cáo sau vài giây là được cơ mà. Họ cũng chẳng bắt chúng ta phải xem quảng cáo từ đầu đến cuối. Những cái ứng dụng nào, những cái phần mềm nào mà bắt người ta xem quảng cáo từ đầu đến cuối mới cho tắt, đấy mới là những người ta muốn kiếm tiền từ cái quảng cáo. Và thậm chí Pico Team nó chỉ cần vài giây là chúng ta đã có thể tắt cái quảng cáo đó rồi. Thế cho nên là thế mới thấy rằng là cái người trong cái hệ sinh thái Pico Team, những cái pioneer thì hầu hết chúng ta cũng chưa có hiểu chi tiết lắm, hoặc thậm chí là chúng ta khó có thể tin được là Pico Team hoặc là Pinewood họ có thể thành công. Thế cho nên rất khó để mà nói được ở thời điểm hiện tại rằng Pi nó sẽ đi theo hướng như thế nào. Tuy nhiên rằng nếu như chúng ta có một cái niềm tin vào một dự án như thế này thì chúng ta hoàn toàn có cái cơ hội để chúng ta đạt được một cái thành tựu nào đó. Thì đến thời điểm hiện tại Pico Team nó đã đi đến cái thời điểm này rồi ấy, đi đến cái bước này rồi thì thực sự là nó đang rất gần đối với cái mainnet mở rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi từ nay đến đến tháng 3 năm 2023 xem liệu là những cái ứng dụng nào trong hệ sinh thái nó được sử dụng phổ biến, và liệu có các cái ông lớn hay có các cái đơn vị nào họ chấp nhận sử dụng Pi như là một cái phương tiện thanh toán thay thế song song so với cái tiền phát minh hay không. Đấy mới là điều quan trọng. Và đấy là một số những cái thông tin và một số những cái quan điểm cá nhân của Thắng về cái đồng VNWorks. Thì hy vọng rằng trong năm 2023 chúng ta sẽ nhận được những tín hiệu vui hơn với đồng Pi này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo.